Chào mừng 500 anh em đã đến với kênh YouTube Hoàng Cường Channel. Cường rất là vui được gặp tất cả các bạn trong video clip tiếp theo này của Cường. Và hy vọng hôm nay những cái gì mà Cường chia sẻ được sẽ là những hành trang, là những bài học để giúp ích cho tất cả các bạn. Bởi vậy hãy lắng nghe Cường và nghe hết chủ đề mà Cường muốn chia sẻ của hôm nay, hãy lắng nghe nhé. Trước khi chúng ta chia sẻ cái chủ đề này, Cường muốn hỏi tất cả các bạn về một vài câu hỏi một chút xíu. Có khi nào trong cuộc sống của bạn có nhiều người nói bạn là một người nói nhiều hay không? Các bạn hãy suy nghĩ đi. Có ai hỏi bạn là một người luôn luôn nói nhiều? Còn có cách hỏi khác nữa, đó là luôn luôn họ nói bạn ồn ào quá. Tương quan với câu hỏi ở trên, cũng là người nói nhiều, đúng không? Nói nhiều thì mới ồn ào. Thì bản thân của Cường thích ồn ào, thích nói nhiều quá. Bởi vì cũng có nhiều người ta hỏi Cường nhiều lắm. Hỏi gì? Ủa, mày nói gì mày không chán à? Nói hoài vậy. Đôi lúc có một nhiều chuyện Cường nói hoài, người ta đặt câu hỏi đến Cường vậy đó. Nên Cường muốn đặt câu hỏi đến tất cả các bạn. Về câu hỏi thứ hai mà Cường muốn hỏi tất cả các bạn á, là có bao giờ bạn lại cảm thấy bạn hối hận những cái gì mà bạn đã phát ngôn ra? Có bao giờ bạn cảm thấy bạn hối hận như vậy hay không? Đó là hai câu hỏi mà Cường muốn nói tới tất cả các bạn để nắm được để cốt lõi chủ đề ngày hôm nay. Hy vọng mọi người trả lời câu hỏi này. Nếu mọi người trả lời có thì rất là may mắn cho tất cả các bạn. Bởi vì bạn đã nhận ra rằng bản thân mình đã đến lúc cần phải thay đổi. Bởi vì sao? Tại vì người khác đã nói như vậy rồi, không lẽ giờ mình phải tiếp tục như vậy, đúng không? Mình phải có một chút gì đó thay đổi thì con người của mình nó mới hoàn thiện, nó mới tốt đẹp được, thì mới có được người chơi với chúng ta, có nhiều bạn bè được, đúng không? Khi chúng ta nói hoài bị người khác luôn luôn thắc mắc, luôn luôn nói vậy, luôn đặt câu hỏi, luôn nó vấn gì, vì bạn cảm thấy trong lòng bạn khó chịu hay không? Lại là bạn thấy gì, bạn có nhiều bạn hay không? Vừa làm tình bạn mất nè, làm cho bản thân mình cảm thấy khó chịu khi mà giao tiếp với mọi người. Thì Cường cũng sẽ là tấm gương, sẽ chia sẻ hết những gì mà Cường đã trải qua để có thể giúp cho các bạn, định hướng cho tất cả các bạn biết được là mình nên thay đổi ở chỗ nào. Sự im lặng một cái gì đó, là trong cuộc trò chuyện hay là một trong cuộc họp gì đó, chúng ta cần im lặng để chúng ta quan sát, chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy xét lại từng những lời nói của người khác đang nói với mình. Mình biết được những lời nói đó đúng hay là sai, hay là chúng ta biết được cái sự quan điểm, cái sự sở thích của người khác, và chúng ta đánh giá được cái tâm lý của họ trong cuộc trò chuyện là như thế nào. Đặc biệt là chúng ta hãy quan sát cái sự biểu cảm sắc thái trên khuôn mặt, là thể hiện hết cho tất cả các bạn đều biết hết. Thì có một cái kỹ năng, có thể kỹ năng đối với những người mà thích nói nhiều như mình, họ luôn luôn thiếu một cái kỹ năng cơ bản, đó là kỹ năng suy nghĩ trước khi làm. Đó cũng là cách một mà Cường muốn nói ở đây, đó là suy nghĩ trước khi nói. Vì sao? Trong cuộc sống của chúng ta suy nghĩ quá vội vàng, suy nghĩ không một cách chu đáo, suy nghĩ không có tính cách chọn lọc. Chúng ta muốn nói gì nói quá nhiều, nói những lời cay đắng, nói như vậy làm cho người khác cảm thấy ghét mình, không thích chơi với mình. Đó cũng là một trong những yếu tố. Có một người luôn đặt câu hỏi với mình, tại sao tôi luôn luôn bị người ta ghét? Tôi là một người rất là gần gũi, thích náo nhiệt, bởi vậy. Đó chính là câu trả lời mà nãy giờ Cường đã muốn nói đó. Đôi lúc đó, bạn có tính ồn ào thiệt, đó là sở thích của bạn. Bạn thích nói nhiều thiệt, thích góp ý cho người ta thiệt. Nhưng bạn có bao giờ bạn hỏi rằng những lời nói đó có người muốn nghe không? Thật sự họ cần hay không? Nếu bạn trả lời được cái câu hỏi đó thì bạn đã tìm ra câu trả lời cho mình. Bởi vì khi mà bạn nói họ đâu có muốn nghe, họ đâu có cần. Thì giống như trường hợp, ví dụ như là trường hợp bạn nói nhiều quá, bạn muốn ép những cái suy nghĩ của bạn, muốn ép những cái lời động viên vô đầu của họ. Nhưng trong đầu của họ đã có một cái lớp màng bảo vệ rồi, không muốn, bạn không muốn thì lớp bảo vệ nó sẽ bật lên, nên nó sẽ dội ngược ra. Vô dụng, tốn calo, tốn công, tốn sức. Lợi ích đâu? Lợi ích chỗ nào? Các bạn giải thích giùm tôi, lợi ích chỗ nào? Bởi thế chúng ta cần lựa chọn đối tượng mà chúng ta muốn nói. Tại vì khi mà bạn đã chọn được đúng đối tượng mà họ muốn nghe rồi á, bạn muốn nói cỡ nào, nói hay gì, nói dở, nói gì, họ cũng vẫn nghe, họ vẫn tiếp thu và họ vẫn đặt câu hỏi cho bạn. bạn vẫn có cớ để nói tiếp. Có như vậy thì trong cuộc trò chuyện của chúng ta nó mới hòa thuận với nhau, nó mới hiểu được có người nói, có người nghe. Ok, đó mà thật sự là tốt. Bởi vậy đôi lúc bạn phải quan sát, bạn phải có ánh mắt để quan sát mọi trường hợp, mọi đối tượng của bạn mà cần đang nói. Thì lúc đó bạn sẽ biết được khi nào bạn cần im lặng, và khi nào bạn cần nên nói, và khi nào bạn cần nên ồn ào. Đó là cách. Nhưng mà hơn hơn á, tôi thấy những người luôn luôn tâm sự á, là những người luôn luôn nói nhiều. Bởi vì họ nói nhiều họ mới có kinh nghiệm, họ có kinh nghiệm họ mới chia sẻ lại cho bạn. Bạn mới có những cái kinh nghiệm đó để bạn áp dụng trong cuộc sống của bạn. Bạn mới làm được những điều mà tốt đẹp cho bản thân, cho mình và cho xã hội này chứ. Tôi nói vậy đúng không tất cả các bạn? Các bạn suy xét thử coi những lời mà Cường nói có đúng như những gì bạn đã suy nghĩ hay không. Đó là cách thứ nhất. Trong cách thứ nhất này á, Cường muốn khuyên tất cả các bạn là chúng ta nên dành một chút thời gian, chúng ta dừng lại một chút trước khi nói, suy nghĩ thật là nhiều, chu đáo, kể cả quan sát với hoàn cảnh xung quanh của mình. Khi mà quan sát hoàn cảnh xung quanh vậy đó thì mới có những thứ mà bạn cần nói chứ, đúng không? Cách thứ hai, nói không với 3 từ. Đó là 3 từ gì? Từ không thứ nhất là các bạn không được nói nhiều về bản thân mình. Vì sao? Đôi lúc chúng ta nói về bản thân của mình cũng là kinh nghiệm những người tâm sự cho họ, nhưng mà tại sao chúng ta không được nói? Bởi vì sao? Chúng ta nói quá nhiều bản thân mình, cái gì cũng bản thân mình. Vậy người ta hay sao? Người ta nghe bản thân mày là mày, nhưng mà mày với tao là khác, hai ái hệ khác. Mày có tính cách khác, tao có tính cách khác, tao có sở thích khác, mày có sở thích khác. Vì sao mà mày nói về bản thân mày hoài vậy? Mày phải hỏi tao. Hỏi cái gì? Đó là chúng ta phải nên hỏi về cái sự sở thích nè, quan điểm nè, hay là một cái gì đó, việc làm của họ, để bạn biết được họ sẽ như thế nào. Sau khi mà bạn nghe được những gì mà họ đã chia sẻ rồi á, thì bạn mới có cái mà bạn nói, bạn mới có cái để bạn liên hệ với bản thân mình, có một phần gì đó đúng về bản thân mình để bạn chia sẻ cho họ lại, thì họ mới nghe được, mới không có cảm thấy như là mình bị nhàm chán bởi vì câu hỏi quá nhiều về bản thân mình. Vậy có lợi ích không các bạn? Bởi vậy từ không thứ nhất các bạn lưu ý nha, là chúng ta hãy chia sẻ, vừa chia sẻ về bản thân một ít, vừa chia sẻ chính hoàn cảnh của họ, chính việc làm của họ, chính quan điểm của họ, thì tự nhiên họ sẽ nghe, họ sẽ tiếp thu rất là tốt về vấn đề này. Từ không thứ hai mà Cường muốn chia sẻ ở đây tiếp, chúng ta không nên đặt quá nhiều câu hỏi chữ không. Chúng ta hãy hay vì chúng ta đặt những cái câu hỏi why nè, tại sao nè, ở đâu nè, hoặc gì. Nhưng đừng bao giờ đặt những cái câu hỏi không. Đó là câu hỏi trong dạng tiếng Anh, đó là yes no đó các bạn. Chúng ta đừng đặt những cái câu hỏi đó. Bởi vì cái câu hỏi đó nó sẽ làm cho cái cuộc chuyện nó sẽ nhạt đi, và nó sẽ thiên về cái cuộc điều tra hơn. Chúng ta nói chuyện bình thường, cái gì mà liên quan đến cuộc điều tra, bạn cảm thấy trong lòng bản thân mình bạn thấy có giá trị hay không, bạn thấy họ có muốn nghe hay không. Hỏi câu không hoài mẹ chán thấy bà, nói từ không hoài chán muốn thấy bà nội luôn đi chứ, ngồi đó nói không hoài suốt ngày không. Bởi vậy nói cái gì nói, hỏi cái gì hỏi những câu hỏi trọng tâm ít thôi, tập trung vào những gì và chia sẻ thêm, mở rộng thêm cho họ hiểu hơn. Trong cuộc trò chuyện nào cũng vậy hả? Nó phải nêu một cái gì đó cho nó có giá trị hơn trong cái câu hỏi của bạn. Nếu mà cái gì mà không có giá trị trong câu hỏi của bạn thì bạn đừng nên hỏi. Hỏi cái gì liên quan đến họ, và hỏi nhiều người vô, đừng hỏi một người hoài. Hỏi một người bà chán lắm. Một người chia sẻ cũng vẫn là chuyện đó, nhưng mà bạn hỏi nhiều người, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, đều có lập trường sở thích riêng, thì những cái đó chính là tạo động lực cho bạn hiểu hơn nhiều người, đặc biệt là trong nhóm của bạn nha. Trong nhóm nó cũng là một yếu tố quan trọng. Về từ không thứ ba mà Cường muốn nói ở đây, đó là chúng ta không nên ngắt lời của người khác. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn, khi bạn đang nói mà người khác ngắt lời bạn, bạn cảm thấy bạn vui không? Không hề vui, bạn mất cảm hứng liền, bạn không biết bạn đang nói tới đâu, đúng không? Ok, không biết được là trí nhớ của bạn nè. Khi mà đang truyền tải một cái nội dung gì đó, tự nhiên đột nhiên cái nó bị dừng lại, thì bạn nghĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quên cái gì bạn đang nói. Khi mà bạn quên rồi, bạn phải nói lại từ đầu. Nó làm cho bạn á trở nên là một người mất lịch sự, làm cho ta mất cảm hứng. Nhưng mà trừ trường hợp khẩn cấp, ví dụ là có những cái thông báo quan trọng mà bạn cần báo ngay đến họ, thì bạn hãy nên ngắt lời họ để họ cái cuộc khẩn cấp đó ngay lập tức. Đó, cái đó là trường hợp mà chúng ta nên ngắt lời. Còn tất cả mọi trường hợp chúng ta đừng nên ngắt lời bất cứ một cái cuộc trò chuyện nào hết, trong cuộc họp, trong nhóm gì cũng vậy nha các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta trong cái việc mà chúng ta ngắt lời, người ta sẽ đánh giá bạn là một con người không có học thức, người ta sẽ mất đi cái cảm tình với bạn. người ta khi mà sau này người ta nói chuyện người ta không dám nói chuyện với mình, bởi vì chúng ta ngắt lời họ, họ mất cảm xúc. Vậy có gì đâu chúng ta phải nói nữa, đúng không? Nói gì chẳng lợi ích gì nữa. Bởi vậy Cường muốn khuyên tất cả các bạn, chúng ta khi chúng ta nói hay là chúng ta làm gì, có 3 yếu tố chúng ta cần nên chú ý. 1. Chúng ta không nên nhắc lời người khác, đó là trọng điểm. 2. Chúng ta không nên nói quá nhiều về bản thân mình. Thứ 3. Chúng ta không nên đặt quá nhiều câu hỏi dồn vào đầu của người khác. Đó là 3 yếu tố vô cùng quan trọng. Và còn một số đặc biệt nữa, khi mà các bạn tham gia trong cuộc họp hay là trong lời nói hay là trong chuyến đi chơi ấy, ví dụ là bạn cần cái sự im lặng, mọi người ai cũng nhốn nháo hết, thì bạn cũng nên hòa hợp với họ một chút xíu. Chúng ta cũng dùng những lời nói ngọt ngào, chúng ta chọc họ cười, chúng ta hài hước lên để tạo nên cái sự, trong cái cuộc lời nói chúng ta sẽ có cái gì đó sinh động sắc thái hơn. Giống như chúng ta tham gia một cuộc trò chơi là nó nhiều quá, ồn ào quá, người ta đang cần cái sự im lặng mà bạn ngồi bạn nói hoài, ta quạo, nhiều khi người ta lấy cây người ta giả vô mặt bạn cũng không chừng. Trời ơi, hơi đó là cái mặt của bạn thêm vài vết vết thương nữa là chết luôn, hết tỏ lên sự đẹp trai của mình, đúng không? Ok, đó là những lời mà chia sẻ một cách thật lòng. Chủ yếu các bạn cũng phải để ý nữa là chúng ta khi mà chúng nói, chúng ta hãy bớt phàn nàn đi. Bản thân mình cũng phàn nàn nhiều lắm, nhưng mà có một bạn cũng đã cho mình biết rằng trong cuộc trò chuyện thôi mình đừng bao giờ phàn nàn. Ấy, phàn nàn nó cũng là một cái đức tính không có tốt. Phàn nàn làm gì? Ai cũng sẽ có những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái gì đó nó trải qua trong cuộc sống. Nhưng chúng ta hay vì phàn nàn, chúng ta hãy chia sẻ trong khó khăn của chúng ta. Chúng đồng ý được phép chúng ta chia sẻ những cái khó khăn đó. Đôi lúc chúng ta nói những cái phép khó khăn đó thì nó không phải là sự phàn nàn, nó là sự chia sẻ tâm sự. Nhưng chúng ta nói quá nhiều cái khó khăn đó, chúng ta nhắc đi lặp lại thì đó trở nên là sự phàn nàn rồi, thì làm cho người khác khó chịu lắm bạn. Vậy nếu mà bạn là hay vào người họ, mình sẽ cảm giác như thế nào, đúng không? Đó là toàn bộ những gì mà Cường chia sẻ trong video clip này. Hy vọng mọi người xem hết video của Cường, và nếu các bạn có thời gian, các bạn có thể nghe lại cái đoạn video clip này, hoặc lấy giấy ra ghi lại từng những cái chú ý mà Cường đã muốn nói. Nếu các bạn xem mà các bạn đang thắc mắc cái gì, các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Thì trên mạng giờ internet giờ nhiều lắm, bạn muốn kiếm cái gì cũng có hết, bạn kiếm, bạn học hỏi thêm dựa vào nền tảng của Cường muốn nói, lên trên internet kiếm hơn, hoặc bạn tham gia những cái khóa học trên mạng về cách giao tiếp, cách nói, cách gì đó để phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi thời gian của bạn. Đó là những điều mà Cường muốn chia sẻ ở đây. Hy vọng mọi người xem hết video của mình và chia sẻ những video clip này để đến với tất cả mọi người, để cho mọi người được học hỏi, được chia sẻ. Nếu tất cả các bạn có thắc mắc gì hoặc có cần góp ý gì đến Cường trong quá trình Cường nói, có sai sót gì thì các bạn hãy bình luận dưới, comment ở bên dưới để góp ý Cường, để Cường trở nên hoàn thiện hơn và tốt hơn trong những kỳ ra video clip tiếp theo. Và đến giờ video clip đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Cường và hẹn ngày tái ngộ.